Cái này đi vườn về hết cô. À, cầu khỉ là như vậy nha các bạn. Cầu khỉ là gì ha? Đó, bé nó đi hay không? Cầu khỉ đây nha. Từ từ đi. Trời ơi, nó chạy luôn ông nội ơi. Cầu khỉ là như vậy đó nha các bạn. Thì cái người dân miền Tây mình thì cái chuyện này thì bình thường, nhưng mà những người mà ở thành thị thì cái cảnh này hơi khó à. Khó đi nha. Bên đó mình được mấy công vườn vậy con? Chứ không phải của mình hả? Cô đi đâu bển? Cô đi cắt cái gì bển? À, cô tuốt kia được mấy công? Ông biết. Trời đất ơi. Tại mình có cái câu chuyện nhà quê của mình thôi, không có gì. Dạ. Cái này có gì bán không cô? Không có gì, có ba ổ rồi, rẻ quá chú ơi. Nhiêu mà rẻ? Trời ơi, có 4.500. 4.500 hả? Dạ. 4.500 là đủ chi phí không? Có lời không? Cha kim nước mắm được, nước mắm vừa lửa được. Chứ dư không có dư đâu. Bọc đồ nữa. Bọc tốn công quá. Vậy là đi bọc ổ đó hả? Dạ. Mấy giờ bọc tới giấc này? Hồi sáng bây giờ đó.
Trời đất ơi, sáng giờ chắc giờ mà ăn với nước mắm với dầu lửa là mệt rồi. Bởi vậy mình không có chịu chứ sao vậy? Cô qua đi bển là cô thăm Lục Bình hả? Đó coi chở Lục Bình luôn đi con. Kiếm ai kiếm thêm. Coi săn sóc Lục Bình cái đi cô. Có chở Lục Bình không? Đi thăm Lục Bình hả? Rồi được được, cho cô 10 kg gạo được mà, rồi nữa cô đem về cho em cô. Ở đâu? Trời ơi, giờ mấy đứa con? Mấy đứa con? Trời ơi. Cái cầu khỉ này tại vì ít người đi cho nên bắt cái cầu gọi là cầu khỉ hả cô? Dạ. Chứ còn mà nếu mà nhiều người đi thì mình bắt cái cầu nó kiên cố hơn. Thì cái cảnh làng quê mình muốn ghi lên đây cho các bạn thấy được cái đường quê, đường làng của cái miền Tây. Ai xa quê thì nhớ cái cảnh này. Có gì tôi nhớ nhà tôi chạy vô chứ. Dạ. Vậy là chú chạy vô đây làm tôi nha, làm ơn. Tôi cũng không có xin nữa, tôi còn tay tôi mần được mà. Đúng rồi. Tội nghiệp nó mần ấy, nó cái bị bệnh của nó đó. Rồi thành ra nó mần không được. Mà con nó cũng còn bây giờ nhiêu tuổi rồi? Nó năm nay nó 30 mấy tuổi rồi đó, mà chồng bỏ từ lâu rồi. Rồi mà rồi con thì chưa đủ sức lao động. Dạ. Còn đi học hay gì? Còn. Rồi cái bắt đầu cái con nó bây giờ nó bệnh, nó nằm Cần Thơ mà bữa nay là chúng cho xuất viện nè, mà không biết là có hết hay là không, bởi vì nó quá nhiều. Dạ. Cũng thông cảm nhiều phần đó đi, cho nó đi. Rồi. Mà cô đó được mấy người con? Con đứa mà. Đứa một ha. Chồng bỏ luôn. Chồng bỏ luôn ha. Bỏ tính cả 10 mấy năm nay rồi. Dạ. Thôi cảm ơn cô nha. Dạ. Tại vì cái cảnh quê mình thì mình ghi nhận cho các bạn thấy là những cái cảnh này cho các bạn thấy cái cầu khỉ là như thế nào. Để mà ai ở xa quê và vô đây xem cho nó đỡ nhớ về một cái vùng quê, một cái miền Tây miệt vườn, một cái cảnh mà đó. Như vậy là chú làm ơn vậy là cho được cái phước nha chú. Dạ thì cái này của Mạnh Thường Quân ở Mỹ á cô. Dạ. Dạ. Dạ, bị xa quá chứ nếu gần. Dạ. Con em cũng đem đi. Thành Phú là ở đâu? Vĩnh Long mà hả? Dạ, ở gần đây nè. Gần đây là chỗ nào? Ở bên Mỹ Phú gần đây nè. Mỹ Phú là chỗ nào? Ở Trong Ngọn. Trong Ngọn là ngay chỗ nào đó? Ở Trong Ngọn hả thấy đó. Trong Ngọn hả? Ừ.